đây là ca gắn mắc cài, bác sĩ đang tiến hành gắn các mắc cài còn lại ở trên răng của khách hàng ạ. Găng mắc cài tự buộc thì cái thời gian mình thăm khám sẽ rút ngắn hơn so với mắc cài thường. Tại vì làm mắc cài thường ấy thì giữa mắc cài và cái dây cung ấy thì sẽ được liên kết với nhau, buộc có một cái sợi chun để buộc. Còn mắc cài tự buộc thì nó sẽ tự khớp khóa vào với nhau. Giữa mắc cài và dây cung ấy thì nó khi mà khớp khóa nó sẽ có một cái tiếng kêu như là tiếng kêu click ạ. Thì nó sẽ tự khập khóa vào với nhau, nó sẽ chính xác hơn. Và cái mắc cài mà có cái dây chun, mắc cài thường có cái dây chun ấy thì cái dây chun bản chất nó là cao su thì nó sẽ ngấm thức ăn, ngấm dịch thức ăn. Và cái lúc đầu khi mà mình mới gắn vào ấy thì cái dây chun buộc vào thì cái dây chun nó sẽ chặt hơn so với một thời gian rồi mình đeo. Cho nên là cái thời gian mà đi kiểm tra ấy thì ở mắc cài tự buộc thì cái thời gian đi kiểm tra sẽ ngắn hơn so với là mắc cài thường. À, so giờ sẽ ít lần hơn. Nghĩa là mắc cài tự buộc thì nó cái số thời gian mà mỗi lần đến phòng nha nó có thể giãn hơn 4-5 tuần, 5-6 tuần gì đấy. Còn mắc cài tự thường thì nó sẽ thường là 3-4 tuần, và khoảng 4 tuần là phải đến một lần để kiểm tra. Rồi. Bây giờ là các mắc cài đã được đặt xong đúng vị trí rồi, và bây giờ các bạn đi bắt đầu chiếu đèn để cho mắc cài dính chặt vào răng. Khách hàng này thì không phải là cái yếu tố về mặt thẩm mỹ nhiều, yếu tố về mặt chức năng nhiều hơn. Nghĩa là có cái tình trạng lệch lạc các răng, do cái tình trạng là mất răng lâu ngày. Cho nên là những cái răng còn lại thì nó có cái xu hướng nghiêng về phía răng mất, đồng thời là răng trên thòng xuống, thì dẫn đến cái tình trạng lệch lạc răng. Cái cằm và cái hàm dưới thì cũng hơi lùi ra sau. Bệnh nhân chỉ muốn là sắp xếp đều lại các răng, tất cả các răng đều sắp xếp đều lại, thực hiện đúng cái khớp cắn lồng muối và tạo chỗ để dựng lại những cái răng mà bị cái khoảng mất răng nó lâu quá rồi, vì các răng hai bên và cái răng đối diện nó nghiêng trồi vào, thì tạo chỗ lại để sau này bệnh nhân sẽ cắm implant để phục hình răng giả để ăn nhai như bình thường. Dạ, bác sĩ có thể cho em hỏi là trong quá trình làm nó có đau hay không, và gắn xong thì về như thế ăn nhai như thế nào ạ? Đây, trong quá trình làm thì hoàn toàn bình thường, cái việc gắn răng bình thường. Thế còn trong cái quá trình mà răng di chuyển thì đương nhiên là nó cũng sẽ có đau một chút, không thể nào mà không đau được, bởi vì răng di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Nhưng mà cái đau ấy là phải ở trong giới hạn bình thường, nó chỉ là ê ẩm thôi. Thế còn khi mà gắn mắc cài như thế này ấy, thì nó cũng có thể bong. Cho nên là trong quá trình ăn nhai thì bao giờ cũng hướng dẫn bệnh nhân là bệnh nhân nên có những cái vật cứng thì thịt bò thì nên cắt nhỏ ra ăn. Thế còn cá mềm, cá tôm mềm thì có thể không cần phải cắt nhỏ ra ăn. Hoa quả thì cũng không nên đưa cắn gặm vào những cái vùng ở răng cửa, bởi vì có thể bị bong mắc cài. Mà mỗi một lần bong mắc cài thì mình lại phải set up lại cái quá trình điều trị từ đầu, thì nó sẽ vừa tốn thời gian của bệnh nhân và vừa kéo dài cái quá trình điều trị. Bác có thể cho em hỏi thêm một câu, đó là niềng răng cụ thể là bao nhiêu lâu, và gắn xong á là răng á mình có cần phải nhổ bớt răng hay không nữa? Nói chung là giữa hài hòa giữa cái yếu tố về mặt chức năng và thẩm mỹ thì bao giờ cũng có sự thống nhất giữa bác sĩ và bệnh nhân là có nhổ răng hay không nhổ răng từ trước. Trường hợp này thì bọn mình cũng không nhổ răng, cũng sẽ di răng để làm sao mà giảm tối đa cái chuyện nhổ răng, thì mình không nhổ răng. Thứ hai nữa là câu hỏi thứ hai là niềng răng là thời gian bao lâu ạ? Thời gian thì thường hơn 1 năm đến gần 2 năm. Em cảm ơn bác sĩ. Rồi, bây giờ em xin kết thúc livestream ở đây ha. Ai có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới để bên em tư vấn kỹ hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những livestream tiếp theo ạ. Xin chào mọi người.